Đi được một đoạn đường á thì chó cá đã mệt. Đó. Đuối luôn. Rái cá thì đòi ăn. Hỏi sao yêu dừng lại. Dạ. Em thì xách một đống rác. Dạ. Việc tốt việc xấu đúng là thiên hạ làm hết rồi, chỉ có việc không ai muốn làm thì em làm thôi. Phải có thần thú như vậy ở bên em để cuộc sống của em còn thấy được tình yêu thương chân thật. Nghĩ mà xíu đi tụi con, rồi mình đi, đừng ngủ nha, ngủ ngoài đường người ta cán con luôn á, mệt quá. Tính ra bơi xà quần cũng khoảng 2 cây số chứ đâu phải ít đâu, bơi tới rồi bơi bơi lui mà. Nói về rác thải nhựa thì cứ như vậy mà vứt. Đây là những người có tình yêu thương chân thật, là những vị Bồ Tát, họ có thể làm được như vậy nhưng em không thể làm được như vậy. Thật sự em không thể làm được như vậy nên em mới có thể có được tình yêu thương của thiên nhiên và động vật. Từng cành cây ngọn cỏ nơi đây yêu quý Tiun. Con rất thương Tiun đúng không? Mới gặp thôi đã yêu Tiun rồi đúng không? Coi tôi là ba má rồi đúng không? Thôi đi về. Dạ, dơ giấy bẩn thỉu lắm rồi.